Dạ vâng. Hôm nay thì gần chót giờ mất rồi. Và em chuẩn bị dọn hàng thì một anh bạn. Vâng, anh bạn này là cứ làm được bao nhiêu thì là bạn ấy bảo là cứ góp tiền ra mua âm nhạc hết. Đúng không? Bạn này là bạn ấy chuyên về taxi. Anh em nào mà đi taxi thì liên hệ với bạn ấy nhá. Liên hệ gọi taxi. Có bạn nào, anh em nào ở trong giới audio mà đã đi chạy taxi và đã đi xe của bạn này chưa? Hôm nay bạn ấy ra, bạn ấy lấy một cái Equine. Vâng, Equine này là Equine SEA50. Vâng, con này là đẹp, tầm 95%. Vâng, đầy đủ và nó rất là đẹp. Và đáy 7 màu. Còn cả cái lắp chụp của cái tắp đe, cắm tắp đe. Cái này thì nó quá đẹp đúng không? Có đúng như là chị hàng giả cho em không nhỉ? Chuẩn rồi. Cho tí cái một cái lời bình của Gia Quỳ em hàng tí nhỉ? Gia Quỳ chị hàng tí nhỉ em nhỉ? Cho anh em chơi audio tí. Nói chung là đây em ổn. Không ổn thì bên bạn lại. Rất là cảm ơn nhé. Chúc bạn chạy đường dài này cũng như là đường gần này được suôn sẻ nhá. Mọi việc ý muốn và chơi những cái âm thanh này thì không ai giống ai được đúng không? Đấy, cho nên là những cái con hàng mà ví dụ như là chị báo anh em rất là đẹp ý, thì là ra là nó rất là hoàn hảo và nó đẹp. Còn những con này thì anh chị sẽ bảo hành cho 1 tháng. Đó, mày cứ trục trặc cái gì và đừng cắm nhầm điện. Đấy, cắm đằng sau cái âm ly của mình thế là ok nhá. Rồi. 110 đúng không? Cái này là điện 100. 100 thì cái 110 giống cái Technic V6 cũng là 100. Thì cắm sau cái đó thì nó là ok và ổn định. Đằng sau cái Technic thì âm ly nó có bao giờ là có 2-3 đường ra. Thì cắm cái rắc này vào đằng sau cái đó thôi mà. Rất nhiều anh em không biết, thì cứ mua thêm nguồn nhưng không phải đâu. Tức là mỗi cái này là cắm đằng sau cái đường ra của âm ly của mình. Nó có mấy cái đường ra mà. Đó, thì cắm cái dây của cái nguồn của cái này này. Đấy, bình thường ra là cắm thì là vào sau cái âm ly của mình nó có mà nhá. Rồi, ok. Rất là cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành với em hàng những cái đồ như thế này và những cái âm thanh. Cả nhà ơi, muốn liên hệ cho em hàng thì cứ liên hệ bên Zalo của Âm Thanh Khánh Hàng Hà Nội ạ. Và địa chỉ thì rất quen thuộc, chụp giúp em hàng nhé. Tất cả liên hệ với em hàng bên Zalo để em hàng tiện để thông báo gửi ảnh và tất cả các model anh em cần. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Vâng.